thất bại nữa rồi. Mà cứ từ từ đi, thua keo này mình nghĩ keo khác. Hay quá, thua keo này nghĩ keo khác ha. Bạn hay quá, bạn xuất sắc rồi đó. Dù gì? Tôi đây chỉ bắt đầu để ý bạn rồi đó. Không có. Làm gì có hả? Gần như là thành công luôn rồi đó, làm gì có. Coi đâu. Giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì? Gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Trước khi chết á, phải la làng cho người khác biết còn mới chết được chứ. Ủa bộ la làng mới chết được hả? Ừ. Anh ơi. À, bye bye em nha. À, khoan. Anh chờ chút đi. Có chuyện gì nữa hả? Anh đã chán chị My chưa vậy? Nữa hả? Anh đúng là đồ nông cạn. Ủa, chị My chưa tới hả? Chưa tới. Hồi nãy gọi nói là kẹt cái gì đó tới trễ. Ê, đi đâu mà mặc đồ bảnh vậy chú? Có chút việc thôi. À, biết vụ gì chưa? Vụ gì? Vụ cậu sĩ của My á. Cậu không biết chuyện đó nữa hả? Tình cờ thôi. Ủa sao bạn biết mà không nói với tôi? Ờ, tại thấy chị không công khai nên tôi im lặng thôi. Tính ra là cũng lì thiệt luôn á. Gặp tôi rồi tôi rút lui rồi đó bạn. Làm sao mà rút lui được? Mình phải theo tới cùng chứ. Tại mình học cấp 3 nên chỉ thấy mình còn nhỏ thôi. Nhưng mà sau này mình lên đại học, chị sẽ thấy mình khác. Tuổi tác đâu có chênh lệch bao nhiêu đâu, đúng không? Vì vậy mà kể từ giờ trở đi, tôi quyết định á, tôi sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn. À, thì ra là muốn trưởng thành cho nên là mới mặc đồ vest như vậy đúng không? Nhìn cũng lịch lãm á. Lịch lãm không? Lịch lãm không? Ừ, lịch lãm này cũng là có tầm ông ngoại tôi. Đúng quá, cái đồ này tôi muốn của cậu tôi đó. Mà quên nữa. Dạ. Còn chuyện của ông á, chứ chị đồng ý sao rồi? Sao vậy? Chưa đâu vô đâu hết á. Thôi đừng có buồn nữa. Chuyện của ông á, chỉ việc nói thẳng là được. Còn chuyện của tôi á, không biết tới khi nào tôi mới theo đuổi được chị nữa. Từ dựng mới là cô ghi vô hết vô đây rồi đó, nghe chưa? Cảm ơn. Phải học thuộc, phải thuộc biết chưa? Rồi biết rồi. Rồi tôi cũng nói luôn nha, cô dạy sao dạy. Chứ mốt mà tôi rớt vô trường dân văn như cô chắc tôi chết luôn quá. Xin lỗi em nha, nhiều khi á em muốn vô còn không được nữa đó, chứ đó. Xin lỗi cô nha, mắc cười quá. Ờ, cười đi. Còn vậy thôi hả? Ừ. Thì cười nữa đi, không cười thì cô cười. Muốn vô cũng không được nữa bây giờ. Thôi, cô cũng nặng lắm nữa, giờ uống thuốc đi. Em uống thuốc đi. Cô uống thuốc đi. Cho cô mượn laptop nha. Ừ. Cô check mail chút xíu. Cảm ơn. Chào chị My, chị chưa về nữa hả chị? Ủa, Quang hả? Hello em, lâu quá mới gặp em nè. Ừ, chị đang bận hả chị My? Ờ, chị đang bận chết mèo chút xíu, có gì không? À, chị My. Bộ đồ em, đồng phục tụi em mới đổi bên trường hả? Nhìn già như chiếc cà vậy đó. Bộ già như chiếc cà lắm hả chị? Ồ. Nhìn trưởng thành lắm hả chị? Trưởng thành gì, nhìn già chát, già hơn ba chị nữa. Nói vậy là quá già. Già như chiếc cà. Yeah, thành công rồi. Ủa, anh lấy gì hả? Ờ, em học đi, anh đi lấy cái áo à. Dạ. Wow, anh mặc vest chắc đẹp lắm ha. Có đẹp gì đâu. Công nhận mà Quang trẻ con thiệt. Tôi sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn. Thank you.
Nguyên. Ủa chị Tâm Ý. À, trời, xém xíu không nhận ra cậu luôn á. Sao vậy chị? Thì tại bộ đồ nè, nhìn lạ quắc luôn. À. Ủa mà cậu đi đâu vậy? À, em đi qua nhà bạn chơi á. À. Còn chị đi đâu vậy? À, tôi đi chợ. Mà bộ nhà bạn cậu có đám hả? Dạ, là sao ha? Tại tôi nhớ bộ vest này của ba cậu mà. Tưởng nhà bạn cậu có đám nên cậu mượn đỡ chứ. Vậy mà chị cũng nhớ được, hay thiệt luôn á. Hay là nếu cần cậu đi với tôi đi, tôi lựa bộ vest đàng hoàng cho. Ờ, dạ cũng được. Đi. Ơi. Đây đem sách cho. À, thôi, tôi sách được rồi. Ở đây là việc của đàn ông mà. Có chị cười gì vậy? Công nhận cậu mặc bộ này nhìn chững chạc thiệt á. Ý gì cho em già hả? Em quê ở nhà. Đâu có đâu. Mời. Chắc là thành công rồi. Xuất sắc thiệt bạn mình ơi. Ê, kịp tới đây chi vậy? Tôi thấy cái vụ đồ vest á không có khả quan gì lắm. Fail rồi. Quay này tôi quyết định đổi chiến thuật, tập cho cơ bắp cuồn cuộn. Tôi nghĩ là chị Mi sẽ thích lắm á. À, bạn định chơi chiến thuật tí nam kế đúng không? Tí nam kế là sao? Tí á, là con chuột á, là kiểu khoe chuột đúng không? Nè. Nè. Nét không? Đâu nhìn đâu nét gì đâu mà câm mà. Chết. Cũng nét lắm chứ bộ. Nhìn cũng được mà, mới tập mà. Ừ, hơi sưng sưng. Ủa mà bà lên đây làm gì? Chị Mi có lên tới đây đâu mà bà biết. À, nó không lên. Tôi gọi chị Mi tới đây á. Gì? Nhưng mà phải tư cách của tôi, mà là với tư cách của bạn đó. Hả? Tôi hả? Ê, bà Linh quá gọi kìa. Alo. Đang trong này nè. Chị vô đi. Ê, chị Mi tới rồi đó, đó. Nhớ làm cái nào cho chị tập trung vô tôi nha. Rồi rồi, biết rồi. Lên lên. Trạng Nguyên, cái thằng. Ủa, thằng này cái gì vậy? Có chuyện gì vậy hả? Mà kêu cô giật ngược giật xuôi qua đây. Ờ. Nè nha, không có chuyện gì quan trọng là chết chứ tôi nghe chưa? Có chuyện quan trọng mới kêu chứ bộ. Chuyện gì? Chuyện gì ta? Chuyện gì? Ờ, chuyện gì ta? Chuyện gì quên ngang rồi. Cái bên kia. Ủa, em tưởng cô là ô xin của em hả? Em kêu là tới, em kêu là tới. Không kêu quan trọng. Từ đây về sau không được dám đối xử với cô vậy nữa nghe chưa? Có chuyện không? Kêu tôi nghe chưa? Nghe chưa? Thương lắm. Ủa đi về đó. Ủa Quán, anh cũng tập ở đây nữa hả? Ủa chị Mi. Dạ, em đang tập ở đây đó chị. Ôi, nhìn cơ bắp của em cũng ổn quá ha. Hình như em có đăng khiếu về môn gym này đó chị. Đúng rồi, bạn em khiếu lắm đó chị. Mấy cục này là bình thường luôn á. Nó ghim mấy cục nặng mà bự hơn nhiều. Thiệt luôn á hả? Dạ. Bạn, câu hỏi tới hiện nè. Rồi, thể hiện cho bạn. Cục tạ này tới 60kg lận á, em nâng được luôn hả Quang? Trời, cái này là chuyện nhỏ với bạn em luôn á, nó còn nâng tới cái gì á. Ôi, thiệt hả? Thiệt. Thể hiện mình một người có năng khiếu đi bạn. Trời ơi, nét. Không hay để khi khác nha chị. Ờ, chị cũng nghĩ vậy. Chị thấy cái này hơi quá sức với em rồi đó. Với lại em tập vừa vừa thôi. Hiện tại á, cái cơ của em á, nó đang bị to á. Phần trên to hơn phần dưới, giống như là phần trên bị to mà phần dưới bị teo rồi đó. Nhìn không có cân đối, nhìn tướng không được đẹp, nhìn em bị lùn quá. Dạ. Thôi, em sửa lại nha. Cô đi về đó. Ê, chị. Sao không có được như vậy nghe chưa? Chị Mi, nhưng mà em đã, chị Mi ơi. Em còn thuê tập môn khác được chị. Chị Mi ơi, chị Mi. Ui.
Gì? Đâu có biết, tại tôi đâu, tôi tạo cơ hội cho bạn thể hiện bộ. Vậy sao đưa cục nặng quá cho ta khinh được? Thì ai biết được, thể hiện phải nặng nhất chứ sao. Hay quá. Thôi thua kiểu này, mình bày kiểu khác. Bạn tự lo cho bản thân của bạn đi. Cái gì? Tôi gọi cho chị Ý rồi đó. Gì? Chị Ý ở đây hả? Thì phải tạo điều kiện cho nhau chứ. Ôi sao bạn không nói? Bạn có bị khùng không? Tôi có chuẩn bị đâu. Lo mà chuẩn bị đi. Chị tới rồi, chị tới rồi, chị tới rồi. Cái gì vậy? Ê, thôi lạnh bản. Trời, nét đẹp lao động hiểu không? Cố gắng lên nha, cố lên. Nguyên. Dạ chị. Áo cậu nhờ tôi mang tới cho cậu nè. Cảm ơn chị đã đó cho em. Tại hồi nãy anh đi vội quá cho nên là em quên. Không có gì đâu. Thôi cậu tập tiếp đi, tôi về nha. Chị muốn tập thử không? Thôi, không cần đâu, tôi về nha. Thôi vậy, chị ở lại chị đợi em đi. Em tập xong rồi mình về chung. Em tập gần xong rồi, còn mấy hiệp nữa à? Mà cậu thường hay tới đây lắm không? Dạ cũng thỉnh thoảng à. Nói thiệt nha, nhìn cậu bây giờ khác so với ở nhà lắm á. Dạ hả chị? Khác ở chỗ nào vậy chị? Thì bây giờ nhìn cậu khỏe mạnh hơn nhiều. Còn ở nhà nhìn như là cậu bún thiêu vậy á. Ý chị nói là giờ nhìn em tươi giống cậu bún tươi đúng không? Hay thiệt đó Nguyên. Chúc mừng bạn như bạn mình ơi. Thất bại nữa rồi. Bạn cứ từ từ đi, thua keo này mình nghĩ keo khác. Hay quá, thua keo này nghĩ keo khác ha. Bạn hay quá, bạn xuất sắc rồi đó. Dù gì? Tôi đây chỉ bắt đầu để ý bạn rồi đó. Không có. Làm gì có hả? Gần như là thành công luôn rồi đó, làm gì có. Coi đâu. Giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì? Gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Trước khi chết á, phải la làng cho người khác biết còn mới chết được chứ. Cô bộ la làng mới chết được hả? Ừ. Đi vô đi. Cái gì vậy? Vô đây. Con không có hát gì mà. Dạy học nhiều rồi đi hát xả stress chứ. Có xả gì đâu mà xả, con không có hát đâu. Hát đi. Ủa? Chị My. Quang cũng qua đây nữa hả? Bạn em gọi em tới đây xả chết. Đúng rồi. Trời ơi, thôi, chị có xả thôi, chết đi chứ. Thôi hát đi xả stress mà. Cái thằng này đó nói là không có hát gì hết trơn á. Mệt ghê vậy đó. Bấm giùm chị mùa xuân sang có hoa anh đào đi. Ở đây chơi nha. Tôi đi công việc xíu tôi vòng lại liền. Cái gì? Vòng lại liền mà, vòng lại liền. Tính bỏ con dữ vợ hả? Chạy xếp đi vòng lại liền nha. Ở bản thân tôi nha. Tới ok chị. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Màu hoa tôi rất yêu từ lâu. Ba mươi phút nữa mình gặp ở chỗ cũ nha. Chị ơi, em có bài hát này muốn dành tặng cho chị. Hay. Thức trắng đêm nay có lẽ do anh đang say. Biết nói cho ai nghe đây bởi vì không còn được bên anh mỗi ngày. Mình từng hứa sẽ vượt qua vậy mà kết thúc dài xa. Cớ sao anh cứ mong chờ vì anh đã yêu dại khờ. Trời ơi Quang ơi, sao em hát hay dữ vậy, như ca sĩ luôn á. Cũng bình thường đâu mà chị. Thôi bài nào cũng hay luôn á. Dạ. Tới bài của chị chưa ta? Chị ơi. Gì? Em có chuyện này muốn nói với chị. Gì vậy? Alo alo 123 123. Chị ơi. Cái gì? Em thích chị. Trời ơi biết rồi. Nói hoài tưởng gì lấy em chị remote vậy. Chị ơi. Hả? Chị nghe em nói hết đã. Nói đi. Em sắp học xong hết rồi đó chị. Chị có thể chờ em được không? Chờ em làm gì? Em biết là chị với cậu sĩ đang hẹn hò.
Nhưng mà em mặc kệ, em sẽ bất chấp tất cả, em không bỏ cuộc đâu. Chị chờ em nha. Chờ em đậu đại học á, rồi lúc đó chị hãy kết hôn nha. Nha chị. Ừ, chị chưa kết hôn đâu. Chị đợi cho em đậu đại học thì chị mới kết hôn. Nhưng mà em phải hứa với chị á, là em phải đậu vô một cái trường đại học danh tiếng á, biết không? À, nếu đậu vào trường của cầu sĩ thì... Thật ra cũng không có nhất thiết á, là phải đậu vào trường của ảnh đâu. Miễn sao em đậu vô một cái trường á, tốt tốt là được. Như vậy là chị hứa đúng không? Ừ. Chị nói thiệt đúng không? Thiệt. Em cảm ơn chị. Không có gì hết. Ê, cái thằng này làm gì vậy? Tưởng như là con nít hả? Tính lợi dụng gì? Cái thằng mơ. Em vui quá. Em cảm ơn chị. Không có gì hết trơn á. Ráng học đậu vô trường danh tiếng là được. Chị hứa nha. Chị không được kết hôn, phải chờ em á. Ừ. Được chưa? Bóp méo đi. Rồi. Chị hứa nha. Hứa. Chị không được kết hôn á. Rồi. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ổn hết rồi đúng không? Tất nhiên. Ê, mà có chuyện này quan trọng nè. Tới đây liền đi. Chuyện gì? Này, tới đây đi viết. Nhanh nha, gấp nha. Nhưng mà chuyện gì nữa vậy trời? Ê, cái... Ủa? Sao chị ở đây vậy? Cậu có sao không? Ủa sao là sao? Thì tôi nghe báo là cậu có chuyện mà. Ai nói với chị là em có chuyện? Kỳ Quang á. Cái thằng này em nó có sao đâu. Ờ, vậy là cậu không có bị gì hết hả? Dạ đúng rồi, đâu bị gì đâu. Ờ, vậy mà làm tôi lo quá chừng luôn. Vậy hả chị? Ờ, thôi mình đi về thôi chị. Ờ, khoan, hay là mình ở lại hát chút rồi về, chứ bỏ thời gian thì cũng uổng lắm. Dạ được. Em yêu ơi, yêu em nhất. Lại là chia tay, tại vì thơ ngây. Bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm. Hạnh phúc bên em không bao giờ quên. Vì anh đã quá vô tâm. Chuyện nãy giờ em kể là còn hỏi lại nữa anh này. Ơ, cái chuyện kể sợ không? Sợ lắm. Em người không đáng tin. Anh á. Quên nữa, anh, em kể anh nghe chuyện này mắc cười hơn nữa. Có thằng nhóc á, nó xíu xíu mà đẹp trai lắm nha. Nó tỏ tình với em luôn á. Nó còn nói với em á là đợi chừng nào nó lớn á, nó gặp em, cua em lại. Thôi đi, em lại nói xạo nữa chứ gì. Thiệt chứ bộ. Nói gì cũng không tin chứ. Vô. Ủa rồi vô hả? Quen tay. Không ngờ là cậu hát hay vậy luôn á. Sau này làm ca sĩ được rồi đó. Chị chọc em hoài à. Em hát vui thôi. À mình kiếm gì ăn đi, rồi về nhà sau ha. Mà hồi nãy cô kêu mình về rồi mà. Ờ ha. Thôi để em gọi cho mẹ anh tiếng. Ờ. Ủa. Qua được 90% chưa? Tôi tạo điều kiện hết cỡ rồi đó. Chỉ việc nắm bắt thôi. Làm một đòn quyết định dễ dàng đi bạn mình ơi. Mình đi chơi. Cái cậu này.